Trường Giang bày biện đồ nghề trong biệt thự để tổ chức sinh nhật vợ, làm đầu bếp kiêm ca sĩ hát theo yêu cầu. Tôi xin phép được qua phần đó. Lát nữa, khoảng nửa tiếng sau anh sẽ trở lại với phần hát. Nhã Phương và Trường Giang từ lâu đã là cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ công chúng. Trải qua nhiều khó khăn thử thách, đến nay cả hai vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có lẽ bí quyết giữ lửa nằm ở việc dù đã bên nhau gần 4 năm, Trường Giang và Nhã Phương luôn tự tay làm những điều có ý nghĩa đặc biệt dành cho đối phương. Ngày 16 tháng 5, bữa tiệc sinh nhật của Nhã Phương đã diễn ra tại biệt thự của vợ chồng cô với sự tham gia của nhiều bạn bè thân thiết. Tại đây, Trường Giang lại nhận về rổ lời khen nhờ những hành động tinh tế và ngọt ngào dành cho bà xã. Buổi tiệc mừng tuổi mới của Nhã Phương được trang trí đơn giản, ấm cúng ngay trong khoảng sân vườn dành riêng cho nhóc tí Destiny. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân xuất hiện trong trang phục đơn giản nhưng vẫn khoe được nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Nhường chọn spotlight cho vợ, Trường Giang khiến dân mạng dần dần khi chọn diện bộ đồ ngủ và xỏ luôn đôi dép tổ ong thương hiệu. Không chỉ là người đứng sau việc tổ chức cho buổi tiệc sinh nhật, Trường Giang còn không ngại bày biện đồ nghề và lăn vào bếp để làm món ăn vợ yêu thích. Trong đó, món gỏi đu đủ là một trong những món ăn mà Nhã Phương mê mẩn. Trường Giang đã chuẩn bị kỹ lưỡng không nguyên liệu và hết mình trổ tài. Khi Nhã Phương hỏi khéo về quà, Trường Giang đã khiến cho khán giả không khỏi bật cười khi có màn trả lời vô cùng lươn lẹo. Em không cần phải ước gì vì em đã có quá nhiều thứ rồi. Thế nhưng ai cũng biết, Trường Giang chỉ nói vui trêu chọc Nhã Phương mà thôi. Với độ cưng chiều vợ không ai sánh bằng, Trường Giang chắc chắn đã chuẩn bị cho vợ món quà hoành tráng, ý nghĩa từ lâu. Chưa dừng lại ở đó, anh chồng quốc dân này còn cầm mic phục vụ ca hát theo yêu cầu một cách vô cùng hào hứng. Có thể thấy Trường Giang đang làm rất tốt vai trò trụ cột gia đình. Không cần phải xây dựng một hình ảnh hào nhoáng, Trường Giang vẫn khiến ai nấy trầm trồ vì luôn hết lòng vì vợ con. Bên dưới video livestream của Nhã Phương, nhiều người cũng để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi vàng. Tìm đâu ra người chồng như thế này ta, có 3-4 cái nhà hàng vẫn chăm sóc vợ chu đáo. Anh lại nhất luôn, Giang ca ơi. Ngưỡng mộ Nhã Phương, ai nói gì thì nói chứ nhìn chị thì tôi đã thấy chị quay vào ô trúng số độc đắc, vẫn y hệt ngày nào, hạnh phúc thật đó. Thật là một người chồng tuyệt vời. Đây không phải lần đầu Trường Giang được dân tình khen ngợi không ngớt vì những hành động ấm áp dành cho nửa kia. Trước đến nay, nam danh hài vẫn nổi tiếng là người đàn ông của gia đình khi luôn chiều chuộng Nhã Phương hết mực. Chính Nhã Phương cũng từng tiết lộ rằng những công việc từ bếp núc đến chăm sóc con cái, Trường Giang đều đứng ra đảm đương và hầu như không để cô phải đụng tay vào. Bận rộn với công việc, quản lý nhà hàng là vậy, nhưng Trường Giang vẫn luôn làm tròn vai trò của một người chồng, người cha. Thậm chí căn biệt thự triệu đô của Mười Khó cũng được lấp đầy bằng những loại cây mà Nhã Phương yêu thích. Tất cả những loại trái cây như ổi, mận, cà đều do đích thân Trường Giang vun trồng, chăm sóc để phục vụ sở thích ăn uống của Nhã Phương. Thế mới thấy, không phải nghiễm nhiên mà nam danh hài 8X được mệnh danh là một trong những ông chồng chiều vợ nhất nhì Vbiz. Nhã Phương đã có một ngày sinh nhật tràn đầy niềm vui, tiếng cười. Không chỉ đón nhận lời chúc từ bạn bè thân thiết và người hâm mộ, nữ diễn viên 9X còn nhận được nhiều thứ đặc biệt từ ông xã Trường Giang. Có một người chồng luôn giúp đỡ, ủng hộ hết mực như thế, Nhã Phương quả là cô vợ có số hưởng. Còn bạn nghĩ sao về việc Trường Giang tự tay chuẩn bị sinh nhật cho Nhã Phương? Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!